Và anh Năm nổ tiếng chạy là cứ lổ bụp cái nó lại mất tiếng, có lúc thì có tiếng lại luôn và có lúc thì mất hẳn, lổ bụp nhé. Có trường hợp nó nổ tiếng nổ nó kèm ra nhưng mà nhạc vẫn có, không bị mất, bị ngắt nhưng mà nó vẫn kèm tiếng nổ. Đấy, hoặc là nổ mất tiếng, hoặc là nổ mất mic riêng, hoặc là mất nhạc riêng. Còn đâu những cái lỗi khác thì mình sửa rất nhiều, mất tiếng toàn phần, mất kênh, mất cặp kênh FXX, không nhận máy tính, không được chương trình, xanh màn, treo kẻ, hiển thị loạn ký tự, không lên nguồn. Đồng này mình sửa nhiều thôi. Sửa những lỗi nổ tiếng trên dòng vang số X5 nhé, thì có thể liên hệ với mình theo số máy trên tiêu đề video để gặp kỹ thuật viên. Và những ai chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh để theo dõi kênh hàng ngày.